Emmy xin chào các bạn. Hôm nay là Emmy sẽ làm cái video clip này chia sẻ với các bạn là cách giả fan cho manicure treo nha các bạn. Bạn thấy Emmy vẽ rất nhanh không? Các bạn muốn bắt cái dòng cong cho nó nhiều rồi mấy bạn kéo như này nó, Emmy sẽ bắt cho các bạn coi nha. Đó. Các bạn thấy không, cái dòng cong là do mình bắt nhiều hay ít thôi, hoặc là do cái ý của khách thôi ha. Đó. Mình chia sẻ các chi tiết các bạn đi ở cạnh trên đây nè, đi cao xuống. Chia sẻ với các bạn hay mì giá chậm chậm thôi. Bạn thấy chưa? Rất là dễ các bạn. Mình khỏi phải vẽ theo cái cách truyền thống của mình là phải thấy acetone chùi lại ha. Để mày chia sẻ như vậy các bạn vẽ được cái kiểu này rất là tiện cho mình khi mình làm lúc khách đông luôn. Có thể mình vẽ rất là nhanh, không có mất nhiều thời gian. Đó là các bạn thấy không, năm ngón để xong rất là nhanh. Muốn vẽ cái phen lớn phen nhỏ ha, độ cong nhiều ít thì là tùy thuộc mình thôi nha, hoặc là theo yêu cầu của khách nha các bạn. Cái cách vẽ này nó rất là tiện cho mình. Tiên là các bạn đi cái vòng cung trước ha, cho nó đều. Các bạn thấy em mày đi một vòng trước rồi mình mới tô lại cái thiếp sau. Mình bắt là mình bắt xéo nha các bạn. Các cạnh hai bên góc là bắt xéo nè. Đó, các bạn thấy mình kéo qua cho nó đều rồi thấy chưa? Rồi mình mới tô cái thiếp, tô cái đầu móng nè. Xong luôn, không cần phải lau chùi mà không có bị lem bị gì nha các bạn. Nhiều bạn nói mình vẽ như vậy nó không có cái độ cong, nhưng mà thật sự độ cong hay không là do mình thôi. Đó, bạn thấy em cận cảnh này mình vẽ nè, rồi là mình khỏi phải chùi lại hay bất cứ cái gì hết. Đó, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách vẽ fan cực nhanh ha. Hello, em mình chào các bạn. Hôm nay em mày chia sẻ với các bạn là em mày cách gắn kiếp cho bụng mới ha. Bây giờ em mày sẽ chạm gám trước cho cái móng tay nó sần lên nha các bạn. Mình chạm gám rồi đó, mình chạy cho sát chùm tư cái cờ, mình đẩy cái da nó lên chút ha. Mình chạy tay bên đây cũng vậy. Các bạn thấy nhiều cái ngón tay á, cái dòng typical khách nó không có tròn á. Mình chạy cái mình đẩy mình nông nông lên vậy nè. Còn mình sửa ra cho nó tròn, lát mình bó bột rồi mình làm bộ móng á. Cái dòng typical nó ôm cho nó tròn hơn ha.
mấy cái tay cắt nó bị hennail nó móc đó các bạn. Mình chạy mấy chỗ đó mình cũng cẩn thận tí chứ mình đụng nó dễ bị chảy máu. Sau khi em mày chạy sần xong em mày quét cho sạch bụi ha. Giờ là em mày chuẩn bị lấy móng da gắn đây. Móng này không có số, không nhìn thấy số nhưng mà em mày thuộc số nha cả nhà. Em mày dùng cái loại glue tím này nè. Nail glue cái này. Be careful with that one because it's short. Yeah, that's it. Nó rất là tốt. Ok các bạn, bây giờ em mày gắn móng nè. Mày gắn móng bàn bên đây trước ha. Đó, khi các bạn gắn các bạn phải nhớ là ấn cái đầu móng nó xuống nha. Em mày đổ keo trên cái lằn dán ở đây nè các bạn. Vừa phải thôi đừng nhiều quá để khi mình ấn cái móng xuống nó tràn ra nhiều quá. Mà nó có dính á các bạn, lấy ngón tay mình nông vậy nè. Em thấy khi mà em mày làm quen á, em mày nhìn cái móng là mình bóc được cái số rồi. Nhưng mà lúc mình mới tập nghề ai cũng vậy, em mày phải đo trước rồi mới ịnh cái móng vô. Còn bây giờ giống như mình làm móng nó có 9-10 số rồi mình thuộc luôn rồi. Ví dụ như chỗ nào thiếu á thì mình vô miếng glue vô nha các bạn. Đó. Các bạn thấy mày chế glue chứ không, mày vũ xuống nè. Mày cầm ngược lại để lên. Khi mình gắn móng các bạn phải canh mình cho ngay nè. Khi cái móng nó ra nó không có bị xéo. Em mày đã gắn luôn bạn bên đây cho cô khách này ha. Bây giờ em mày sẽ chia sẻ mày cắt móng. Mỗi người cắt cách khác nhau, em mày cắt bằng kéo nha cả nhà. How long you want honey? Yeah, that's good. À, bây giờ em mày cắt cái bàn này là cái bàn điểm mình cắt theo cái chiều dài nha các bạn. Là bàn bên đây. You want to cut down a little bit more? A little bit much. Cô khách này muốn ngắn chút xíu, em mày cắt xuống chút xíu nữa. Khi mà khách nó muốn ngắn mình cắt liền cho mình khỏe cả nhà. Để bỏ bột lên rồi lát mình cắt xuống nữa nó cực ha. Đó, bây giờ bên đây cũng vậy, em mày cắt xuống nè. Đó. Em mày đo lại ha. Tại bên đây hồi nào mình cắt cũng phải lơi hơn chút xíu á. Ok, bây giờ cô khách của em mày là giữa cốp phình nha các bạn. Giữa cái đầu trên nó hơi túm lại nhưng mà cỡ túm ít thôi. Rồi em mày dùng kéo cạnh hai bên nè. Để mình giữa cho nó nhanh hơn. Bây giờ bên đây cũng vậy ha. Rất là đơn giản các bạn. Em mày bắt đầu lấy cái xếp nè. Hai bên hông mình để thẳng ra nha. Rồi mình giữa ngay đầu phía trước thôi. Mà biết nó có dính đây nè, mình nông hai bên đây.
Anh là cô khách là chỉ lấy cốp phình vậy thôi các bạn, chứ không có lấy nhỏ như những cái người khác ha. Tại vì mỗi khách làm người ta thích khác nhau, người ta không có thích mà quá ốm trước đầu móng. Giờ cái công đoạn cuối cùng của gắn móng xong là em phải chạy nha các bạn. Em phải chạy nha cái đường sần ngay đây nè. Cái đường sần nó nằm sát xuống trước khi mình bỏ bột. Còn nhiều bạn em thấy mình gắn mình không muốn chạy, mình bỏ bột luôn cũng được các bạn. Nhưng mà em chạy quen rồi nên em chạy cái đường sần mà cho nó nằm sát xuống. Bạn thấy những cái da nó dính ngay đây nè. Là lát em mình làm xong em mình sẽ cắt lại cho sạch sẽ, cho gọn cho tay khách trước khi em mình sơn đó. Ok các bạn, bây giờ em mình phủi bụi cho sạch nè. Là em mình đã hoàn thành cái bộ gắn thiếp cho khách hàng này ha. Bây giờ em mình chỉ cần bỏ cái nước bon lên để mình đắp bột thôi. Hôm nay em mình chia sẻ rất là đơn giản với các bạn là cách dán móng sao cho chắc ha, cà lu không bị tràn nè mà nhanh nữa. Giờ em mình xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.